Giao quyền đăng cai Việt Nam đã công bố chủ đề và luật thi ABU Robocon 2013 với tên gọi là Hành tinh xanh. Ngay sau khi Việt Nam công bố chủ đề và luật thi, cả trung tâm triển lãm và hội nghị CAITEC Hồng Kông đã vang lên những tiếng vỗ tay tán thưởng. Sự sáng tạo của đề thi có hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài đầy ngoạn mục và chúng tôi đã ghi lại được một số ý kiến đánh giá của giới chuyên môn. Chọn hành tinh xanh làm chủ đề của ABU Robocon 2013, Việt Nam mong muốn chuyển với bạn bè thế giới thông điệp mỗi quốc gia là một mảnh ghép tạo nên thế giới, trách nhiệm giữ gìn màu xanh cho trái đất thuộc về mỗi người sống trên hành tinh. Ý thức và hành động đó là điều cần làm để duy trì sự sống trong ngôi nhà chung trái đất. Điểm gây hứng thú nhất cho các đội tuyển cũng như các nhà sản xuất đến từ các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương chính là nhiệm vụ cuối cùng của đề thi, khi hai robot tự động và robot bàn tay cần phải phối hợp với nhau để có thể bắn được một mầm cây lên một đĩa tròn tượng trưng cho mặt trăng như một ước mơ nhân lên màu xanh và sự sống trong vũ trụ bao la không có giới hạn. Tôi thấy đề thi này rất hay, sẽ rất thử thách đội, vì hai robot của các đội phải ném được mầm cây lên mặt trăng thực sự sẽ là một thách thức với các đội. Họ có thể sử dụng giải pháp khi nén hoặc vươn cánh tay dài, tất cả đều khó. Việc robot bằng tay phải đặt lá cây vào các vị trí robot tự động sẽ là một phần vô cùng khó về mặt kỹ thuật, vì có thể robot tự động sẽ không biết các vị trí lá cây ở đâu, sẽ cần có ý tưởng và giải pháp độc đáo và hiệu quả. Thế còn ông thì sao? Với những đề thi trước, tôi thấy dường như các đội đều có những giải pháp khá giống nhau, nhưng tôi chắc chắn rằng với đề của Việt Nam lần này, các đội sẽ có những giải pháp hoàn toàn khác nhau, bởi vì rất khó để có thể ném một mầm cây lên một mặt đĩa tròn như vậy. Thật sự rất hấp dẫn, hy vọng các bạn sẽ thành công. Tôi phải nói là Việt Nam đã có một ý tưởng đề thi thực sự vô cùng sáng tạo, vì đã chọn chủ đề có ý nghĩa chung tay bảo vệ hành tinh cho đề thi Robocon 2013. Các bạn không chỉ nghĩ về bản thân các bạn, mà các bạn đang nghĩ cho cả thế giới.